Bệnh của ba tôi. Phật tử chúng ta thường hay tụng chú là ngữ ngôn văn tự của Phật Bồ Tát phát xuất từ trong thiền định. Trong khi Phật Pháp truyền sang Hán, đất Hán cũng có một số chú thế gian, tuy cố cánh không tuyệt hảo, nhưng vẫn có thể hiển linh giải trừ tai nạn. So với Phật chú, cũng có thể thần kỳ hiệu nghiệm giống nhau. Chú gọi là Đà La Ni, dịch sang Hán ngữ có nghĩa là tổng trì, là giữ gìn thiền pháp không cho tán thức và ngăn ác pháp không cho khởi. Chú còn được gọi là mật ngữ, vì Phạm Thiên và Nhị Thừa không hiểu. Chú còn gọi là chân ngôn, hàm ý Như Lai thuyết lời chân thật, không dối. Một số chú là do Phật phóng quang, trong hào quang thuyết ra nên gọi là minh. Uy thần công đức chú Phật không thể nghĩ bàn. Trong Kinh Lăng Nghiêm Phật nói: A Nan, đây là câu văn bí mật vi diệu. Từ hào quang Phật đảnh tụ hội của mười phương chư Phật, mười phương Như Lai nhờ chú này mà đắc thành vô thượng chánh biến tri. Hàng hữu học các ông chưa hết luân hồi, phát tâm chí thành, đạt được A-La-Hán. Không trì chú này mà tọa đạo tràng, khiến thân tâm xa lìa ma sự, thì không có điều đó. Trong Kinh Thất Câu Chi Phật Mẫu Sở Thuyết Chuẩn Đề Đà La Ni cũng nói: nếu có người xuất gia tại gia nào hành trì chân ngôn, tụng chú này đủ 90 vạn biến, thì vô lượng kiếp tạo thập ác, những tội tứ trọng, ngũ vô gián, thảy đều tiêu diệt. Sinh ra thường được gặp chư Phật Bồ Tát, tài bảo phong diêu, thường được xuất gia. Trong Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni nói: lúc tụng chú, mười phương chư Phật đều đến chứng minh, tất cả tội chướng đều tiêu diệt, tất cả tội thập ác ngũ nghịch, phá trai phạm giới, phá tháp hoại tự, trộm vật chúng tăng, làm ô nhiễm hành thanh tịnh, tất cả trọng tội ác nghiệp như thế, thảy đều tiêu diệt. Chỉ trừ một việc, nơi chú sinh nghi, thậm chí tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không được diệt, huống là trọng tội. Tuy chẳng diệt trọng tội ngay, vẫn có thể trồng nhân bồ đề về sau. Tôi ban sơ liễu ngộ sức mạnh và uy thần công đức Phật chú bắt đầu từ bệnh của phụ thân. Ba tôi đau bao tử nhiều năm, tùy theo tuổi tác tăng, bệnh bao tử càng ngày càng đau. Hôm đó, khi trời lạnh buốt, ba tôi ăn sáng xong thì lái xe đi làm. Đến trưa thì cảm giác bao tử nóng, muốn nôn. Ông mới ủa một tiếng, máu tư tuôn ra giống như núi lửa phun trào vậy. Đồng nghiệp chung quanh sợ điếng hồn, không biết phải làm sao. Một người nhanh trí đỡ ba tôi dậy cho nằm nghỉ trên ghế sofa, rồi gọi điện báo cho tôi hay. Nhận được tin, tôi nhanh chóng đưa ba tôi vào bệnh viện cấp cứu. Do vội vàng nên tôi chỉ mang theo mình cuốn sách nhỏ có chú Lăng Nghiêm, chú Đại Bi, thập chú. Lúc đến bệnh viện, ba tôi nằm trong phòng cấp cứu, mặt trắng bệch, không ngừng thổ huyết. Mẹ tôi ngồi bên cạnh lo lắng, chẳng biết phải làm sao, bà bật khóc. Trong phòng cấp cứu, nhìn giống như địa ngục nhân gian, tiếng rên rỉ, khóc lóc, kêu la vang dội không ngừng, có đủ loại bệnh tụ hội ở đây. Tôi đi liên lạc sắp xếp, đưa ba tôi vào một phòng tương đối yên tĩnh. Bác sĩ đến kiểm tra phòng nói: người này thổ huyết quá nhiều, nếu như không khống chế được á thì hậu quả xấu khó lường. Tối nay á thần nhân nhớ chú ý quan sát, hễ thấy thổ huyết nữa thì phải lập tức cho truyền máu. Nghe bác sĩ nói khó khăn lắm, ba tôi mới đưa được tay lên khoác khoác, tỏ ý ông không muốn truyền máu. Tôi vội trả lời bác sĩ: dạ dạ, chúng tôi sẽ theo dõi, có gì thì sẽ liên lạc với bác sĩ liền. Đêm đó tôi không sao chợp mắt được, vì rất lo cho bệnh của ba tôi. Tôi đem hết lòng thành, cầm cuốn sách chú lên, bắt đầu tụng. Nói ra xấu hổ, đây là lần đầu tiên tôi tụng chú một mình. Trước đây,
chỉ nghe tụng chú trên đĩa. Cho dù có lúc phát âm không chuẩn, nhưng tôi tin thành tâm, ắt có cảm ứng. Phật lực nhất định sẽ gia hộ cho ba. Tôi cũng không biết mình đã tụng bao nhiêu biến. Tôi cứ đọc mãi, cho đến khi tôi và ba của tôi cảm thấy toàn thân ấm áp thư thái, bầu không khí an lành bao phủ khắp phòng. Sáng hôm sau, ba tôi phải làm kiểm tra bao tử. Tôi thầm niệm danh Bồ Tát Quan Thế Âm, hy vọng kỳ tích phát sinh. Uy lực chú Phật quả không thể nghĩ tưởng. Trong quá trình kiểm tra, các bác sĩ đều há miệng ngạc nhiên. Họ cho rằng bệnh này rất nghiêm trọng, khó mà tin là có thể hồi phục nhanh chóng như vậy. Vết thương cũng đã lành, xem như khả năng bị ung bướu được loại trừ. Một tuần sau, ba tôi tái khám. Bác sĩ đưa kết quả là chứng bệnh viêm lở bao tử. Trong thời gian cha tôi nhập viện, tôi tụng thầm 7 bộ Địa Tạng và phóng sinh hồi hướng cho ông. Hơn tuần sau thì cha tôi hồi phục xuất viện. Việc này càng khiến tôi tăng thêm tín tâm, kiên định học Phật và tin vào sức mạnh không thể nghĩ lường của chú Phật. Tôi phát nguyện dùng hết sức mình làm đời ích chúng sinh, giúp nhiều người biết đến Phật Pháp, sớm lìa khổ được vui. Giải thích thêm, các chú Phật đều có công đức và sức mạnh không thể nghĩ tưởng. Chỉ cần không khởi niệm hoài nghi với chú, dùng tâm từ bi, bình đẳng, bồ đề, tâm cung kính, tâm làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, tâm như như bất động, tâm tỉnh táo sáng suốt, tâm thanh tịnh vô nhiễm mà trì chú, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích cho chúng sinh, hóa giải oán cừu, chuyển ác duyên thành thiện duyên, được đại tự tại. Đại sư Ấn Quang nói, tụng chú quý ở chỗ thành tâm. Cho dù không biết nghĩa, nhưng nếu tinh tấn dốc hết lòng thành, cung kính trì tụng, lâu dần nghiệp tiêu trí sáng, có thể đạt được Phật ý. Chúng ta hãy y giáo phụng hành. Không nên ham cầu thần thông. Tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, âm thanh cầu du. Vị cư sĩ trẻ tuổi có vẻ khẩn trương. Em đang ngồi thiền tụng kinh, mấy ngày nay suốt 24 giờ bên tai luôn nghe tiếng nói xưng họ tên. Hơn nữa còn biết chuyện xảy ra trong tương lai, không ngừng mách với em. Tôi nghĩ là tuyệt đối bạn không nên chấp vô đó. Đừng có ham nghe âm thanh này. Bạn cần đọc kỹ 50 loại ngũ ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm mà Phật đã miêu tả. Hơn nữa cần có định lực, chánh niệm, chánh tri, chánh kiến. Đừng quên trong kinh Kim Cang từng nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thể thấy Như Lai. Lúc tỉnh tọa, nếu thấy cảnh lạ, gặp đủ cảnh giới thì chớ nên tham đắm mê luyến, phải giữ tâm bình thản như như bất động, không để cho 50 loại ngũ ấm ma thừa cơ nhập vào. Em biết rồi. Được một tháng sau, lúc 2 giờ khuya, điện thoại lại dồn dập treo vang. Chị Quá Hồng, em là Du đây, chị cứu em với. Có nhiều âm thanh liên tục quấy nhiễu, em sợ lắm. Chắc em khó sống đến ngày mai quá. Nghe cậu nói vậy, tôi hiểu ngay. Bởi do quá mê cầu thần thông, Du cư sĩ đã đi lạc. Vì tình hình khẩn cấp, qua điện thoại tôi hướng dẫn cậu tụng từng chữ từng câu chú Lăng Nghiêm và chú Đại Bi để giúp cho tâm an định lại trước đã. Sáng ra tôi rủ các pháp hữu chánh tri chánh kiến đến thăm cậu Du. Trong lúc mọi người hiệp lực trợ giúp, cậu Du tạm có chuyển biến tốt. Du cư sĩ mặc dù ăn chay, tĩnh tọa, tụng kinh, trì chú, nhưng lòng hay chấp trước, rất hẹp hòi. Sau khi bước vào đường học Phật rồi, tuy thói quen tự thỏa dục cậu đã khống chế, nhưng khởi tâm động niệm thường không thanh tịnh, hơn nữa lại chưa chân chánh,
sinh tâm đại sám hối, phát thề sửa lỗi, đổi mới bản thân. Đã không có thực tu, thực chứng, hành sự toàn là tư lợi, không biết tu sửa tâm tánh, mà chỉ biết chấp trước vào hình tướng, lại quá ham mê thần thông, nên cầu dễ lạc vào tà kiến, ngũ ấm ma mới thừa cơ chen vào. Tu hành, chiêu vời quỷ ma, thường là do khởi tâm ham cầu thần thông, ham cảm ứng, ham khai ngộ, vân vân. Thế nên, người tu hành học Phật, trước cẩn thận rõ đường đi, phải có đủ tri kiến chân chánh. Đầu tiên, phải có trí tuệ, minh tâm kiến tánh. Khi thực sự kiến tánh rồi, nhớ khéo nhận biết được chủ nhân ông, thì dù có gặp cảnh lạ cũng chẳng mê, khó bị ma quấy nhiễu. Thứ nữa, cho dù dụng công tu từ căn bản, thì cũng phải hiểu rõ gì là học Phật tu hành. Mặc dù hàng ngày học Phật tu hành, thì mục đích chính là phải hiểu rõ nghĩa lý trong kinh, khai mở trí huệ rồi, thì chiếu theo những gì trong kinh thuyết giảng mà hành trì, đồng thời phải luôn bồi dưỡng định lực, khiến cho tâm thanh tịnh, giống như dùi cây tạo lửa, luyện binh để ra chiến trường vậy. Nhờ tụng kinh tĩnh tọa mà định huệ phát lực, còn phải áp dụng Phật pháp vào trong sinh hoạt thường nhật. Nếu không khéo vận dụng sức định huệ để tu, sửa đổi các thói quen xấu, không ích kỷ tham lam tư lợi, lo trau dồi đức hạnh để ngày càng đạt đến cảnh giới cao tột như chư Phật, Bồ Tát, chuyển tâm phàm thành tâm Phật, chỗ chỗ đều làm lợi chúng sinh, được vậy mới gọi là chân chánh học đạo. Trong kinh Lăng Nghiêm gọi ngũ ấm, còn có tên ngũ uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi thứ có 10 loại ma, hợp lại thành 50 ngũ ấm ma. Kinh Lăng Nghiêm nói, phá rối hay thành tựu là do ngũ ấm trong tâm ngươi. Chủ nhân nếu mê, thì khách được thế tung hoành. Từ đây mà suy, thì Phật tính vốn có sẵn của chúng ta và ngũ ấm ma là mối quan hệ chủ khách. Nếu chủ mê, thì dễ bị dụ, khách sẽ được thuận lợi. Nếu chủ thường tỉnh giác, ác khách phải tôn kính, lãng xa. Người tu hành chân chánh đối với thần thông, tuyệt chẳng nên tham cầu. Chẳng muốn vọng cuồng bàn luận, chẳng chấp chẳng xua, luôn giữ trung đạo. Ngài Tuyên Hóa thường giảng, lục thông là cảnh giới trí tuệ, hiển hiện. Trong quá trình tu hành vô nhiễm, khai ngộ và chứng quả của hành giả, điều này không có gì là phi thường. Quan trọng là cái nhìn của hành giả có chân chánh hay không. Hành giả phải trì giới thanh tịnh và ngăn ngừa tham dục để khỏi đi sai đường, không lạc vào tà đạo. Thần thông không thể luyện tập hay do truyền thọ mà có. Thần thông xảy ra tự nhiên khi hành giả tu đến mức độ nào đó. Nhưng thần thông không thể giúp chấm dứt sanh tử, cũng không phải là mục tiêu cứu kính mà Phật giáo nhắm đến. Thật ra, thần thông chỉ là sự thông suốt của tự tánh thông. Mọi người, ai cũng đều có sẵn đầy đủ Phật tánh lẫn thần thông, nhưng tất cả bị ngăn che bởi vô minh, phiền não. Dĩ nhiên, khi Phật còn tại thế, Phật đã cấm đoán mọi người không được biểu hiện thần thông của mình. Nhưng Ngài cũng không cấm đoán con người hiển lộ thần thông. Nếu Bồ Tát có thần thông mà không hiển lộ để phương tiện giáo hóa chúng sinh, thì thần thông để làm gì? Đức Phật chỉ sợ rằng người ta tùy tiện biểu diễn thần thông, hoặc dùng thần thông để lừa dối kẻ khác, hoặc đưa họ vào cảnh giới tà ma đã được mô tả rõ ràng trong chương 50 ấm ma của Kinh Lăng Nghiêm. Trong đây có nói, nếu hành giả không nghĩ mình chứng thánh, thì đó là cảnh giới tốt. Còn nếu tự cho là mình chứng thánh, thì sẽ bị lạc vào đường tà. Phật dạy, có bốn tâm thường nên phát khởi. 1. Tâm bình đẳng. 2. Tâm khiêm du. 3.
tâm không giải đãi. 4. Tâm vô độc. Đệ tử Phật cần lấy giới làm thầy, nghiêm trì giới luật, tin sâu nhân quả, thân cận người có chánh kiến, là thiền tri thức thực tu, khéo dùng pháp tu thích hợp với mình nhất để nhiếp tâm giữ niệm. Trong sinh hoạt thực tế hàng ngày, phải phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát Đạo, làm nhiều việc lợi ích chúng sanh, kiên nhẫn cày cấy, không nôn mau thu hoạch, lúc nào cũng dọn tâm sạch sẽ, không ngừng phá trừ ngã tướng, ngã chấp, đạt đến vô sở cầu, nhận ra bản lai diện mục. Nếu tín đồ Phật giáo chỉ quan tâm đến thần thông mà không lo tu dưỡng, phát triển bi trí, giác ngộ độ sinh thì xem như đã nhầm lẫn mục tiêu và không phải là đệ tử chân thật của Phật. Tội nặng báo nhẹ. Trong Pháp Uyển Châu Lâm ghi, nghiệp tạo có nặng nhẹ, có nhẹ thì sám hối liền tiêu, nếu nghiệp nặng thì có thể chuyển quả báo nặng thành nhẹ. Mỗi Phật tử chúng ta lúc chưa học Phật đã từng tạo rất nhiều ác nghiệp, do không hiểu biết mà gieo lầm nhân ác. Cho nên học Phật, đặc biệt là khi tinh tấn trì giới tu hành, sẽ xuất hiện đủ loại nghịch cảnh. Nếu nghịch cảnh ập đến cũng không phải là xấu. Một số trong đây giúp ta giải nghiệp, tội nặng mà được báo nhẹ. Trong truyện Pháp Sư Tam Tạng Chùa Đại Từ Ân có ghi, Ngài Huyền Trang lúc Lâm Chung bị bệnh, thần hộ pháp an ủi Ngài như thế này: Sư Từ Vô Thủy đã tạo nhiều ác nghiệp, làm tồn não hữu tình. Nay nhờ có chút bệnh mà ác nghiệp được tiêu trừ, cần phải vui mừng. Hồ cư sĩ, trước khi chưa biết Phật Pháp, ông tạo tội sát sinh rất nặng. Thế còn làm vua bếp, ông là tay đồ tể nổi danh. Thủ pháp giết vật nhanh nhẹn, gọn lẹ. Những thứ khó làm mà hễ qua tay ông, chỉ cần vài nhát đao là xong ngay. Hầu như mỗi ngày, ông Hồ đều nhậu nhẹt, hút thuốc, uống rượu, ăn thịt. Hơn nữa, lúc đó, ông còn cho học Phật làm mê tín. Có lẽ nhờ thiền căn kiếp trước, trong một dịp tình cờ, ông gặp cư sĩ Quả Khanh, tác giả cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Sau khi nghe Quả Khanh nhắc nhở khai thị rồi, ông liền quyết tâm từ bỏ hút thuốc, dứt hẳn rượu, thịt và bắt đầu ăn chay trường. Đúng là nghe liền tin thọ. Do ông thay đổi cực mạnh như vậy, khiến những người bạn tu học theo Phật nhiều năm phải tấm tắc ngợi khen mãi. Tháng 10 năm 2007, ông Hồ cùng một người bạn đi lễ Phổ Đà Sơn. Ngày đầu tiên hai người thành tâm nhất ý lễ Bồ Tát Quan Thế Âm. Trên đường, hễ gặp chùa thì bái Phật, tất cả đều thuận lợi. Ngày thứ hai, tối đó tại nhà khách, ông tắm xong, mới từ trong bồn nước ra ngoài thì sơ ý bị trượt té, chỉ nghe ạch một tiếng, gối phải khuỵu xuống đất. Ông liền kêu người bạn chở mình tới bệnh viện. Bác sĩ chuẩn đoán xương gối phải bị gãy, dập, nên hôm sau là ngày thứ ba, ông được chuyển đến bệnh viện Thượng Hải. Bác sĩ quyết định sẽ mổ ngay. Từ lúc té đến chờ phẫu thuật, chân ông sưng to nhưng tuyệt không thấy đau đớn. Ông thầm tin sâu, đây chắc chắn là nhờ Phật lực gia trì, khiến ông tội nặng được báo nhẹ, nên càng tinh tấn niệm Phật không gián đoạn. Tối đó mổ xong, do phản ứng hậu phẫu nên gối phải đau suốt đêm. Sau đó thì không hành đau nữa mà hồi phục rất nhanh. Có mấy người bệnh trẻ nằm chung phòng với ông, sau khi gãy xương phải trị liệu đủ thứ và nghỉ dưỡng tới 5-6 tháng. Lại còn thường xuyên tẩm bổ canh xương hầm, vì cho rằng phải ăn mặn như vậy mới đủ dinh dưỡng. Nhưng vết thương họ cho tới giờ vẫn chưa lành, nên họ cứ than rên trước mặt ông Hồ 60 tuổi này mãi. Qua đây đủ thấy, ăn chay, tu tập theo Pháp Phật có thể đem lại trợ giúp rất lớn cho việc hồi phục sức khỏe. Xuất viện xong, ông Hồ tu học càng thêm tinh tấn.
Trong thời gian cái chân đau bắt đầu hồi phục, ông không thể quỳ trước Phật, chỉ có thể ngồi trên giường sám hối nghiệp sát sinh và biết bao ác nghiệp thuở ông còn làm bếp. Ông Chí Thành tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho các chúng sinh đã bị ông giết, hy vọng chúng sớm lìa khổ được vui. Sau khi mổ được 2 tháng, ông đã phá tan quy định của y viện. Bệnh chuyển tốt đến không cần chống gậy, ông xuống giường cử động, đi lại trong nhà. Không bao lâu, do tính nôn nóng, Hồ Huynh không cam tâm ở mãi trong nhà. Ông thường ra ngoài tham gia các hoạt động phóng sinh hoặc hội họp cùng đám bạn đạo. Mới đầu chúng tôi không yên tâm, đồng khuyên ông nên cẩn trọng, hãy ở nhà nghỉ dưỡng cho thật ổn, rồi hẳn ra ngoài. Nào ngờ, lão Hồ tính cách vốn hào sảng, không những chẳng chịu nghe mà còn nói: chẳng hề chi, chân tôi hồi phục rồi, hiện tại đi đường không bị ảnh hưởng gì hết. Vừa nói, ông vừa chìa chân ra cho chúng tôi xem. Mọi người đều bật cười. Từ lúc ông gãy xương đến nay đã 7 tháng, nhưng nơi gối phải đến giờ thì chẳng còn vết tích chấn thương chi. Ông Hồ hoàn toàn cử động tự tại thoải mái, giống như người bình thường. Bệnh nan y phải chí thành sám hối. Đông y cho rằng có nhiều nguyên nhân dẫn đến bệnh hoạn như lục dâm, phong hàn, thử, thấp, táo, hỏa, thất tình, hỷ nộ, u tư, bi, khủng, kinh. Nghĩa là do quá lao, quá phóng dật, ẩm thực thất thường, đủ loại đủ kiểu. Nếu như bệnh nhân chính khí đủ, tà khí chưa xâm, chỉ cần nghỉ ngơi hoặc trị bằng thuốc men cũng sẽ nhanh chóng hồi phục. Còn nếu tà khí đã chiếm thế thượng phong, chánh khí không đủ, ắt phải nhờ nhiều cách để trợ chánh khử tà. Trong đây, đối với chứng bệnh thuộc nghiệp báo chiêu cảm thì có thể phối hợp trị liệu y học cùng với sám hối. Vì cách giúp bệnh nặng hồi phục nhanh chóng, theo nhà Phật tốt nhất là chí thành sám hối. Trong Maha Chỉ Quán quyển 15 từng ghi: nếu người bệnh nghiệp trong cần dùng sức quán, ngoài phải sám hối thì sẽ thuyên giảm. Xin kể một câu chuyện có thực xảy ra vào năm 2007. Tôi vốn là một người công tác trong ngành y có chút tiếng tăm. Hiện tượng này hầu như không có cách gì dùng kiến thức thông thường của y khoa để giải thích, nhưng giải thích theo Phật Pháp thì rất dễ hiểu. Một ngày tháng 8 năm 2007, tôi cùng giáo sư Quả Khanh đến làm khách tại nhà một cư sĩ. Cô bạn họ Lý sau khi hay tin này rồi vội đuổi theo đến đó. Trong lúc đàm đạo, cô Lý hưng phấn tường thuật Phật Pháp đã đem đến lợi ích cho cô như thế nào. Khoảng trung tuần tháng 3 năm 2007, cô Lý bị xe đụng, xương đùi phải bị gãy làm 4. Bác sĩ nói ít nhất phải 1 năm thì chân cô mới dần dần hồi phục, nhưng chỉ có thể uốn cong tối đa 45 độ mà thôi, và xem như không còn khả năng xoay chuyển. Mà dẫu muốn hồi phục cũng phải phẫu thuật nhiều lần mới có chút hy vọng. Theo bác sĩ dự đoán thì chân cô Lý khó phục hồi tốt được như xưa. Trong thời gian nằm viện, cô Lý hữu duyên được người bạn biếu cho một cuốn Báo Ứng Hiện Đời. Những câu chuyện trong sách khiến cô nhớ ra mình đã tạo nhiều nghiệp sát, từng đã ăn qua vô số chúng sanh, nào là đùi bò, chân dê, cẳng gà, hưởng thụ đủ món hải sản tươi sống. Cảnh tượng chúng sanh máu đổ thịt rơi bi thảm như tái hiện trước mắt cô. Vì muốn no bụng, ngon miệng, cô đã tạo vô số nghiệp sát. Giờ đây, chân phải cô bị xe đụng, xương gãy 4 khúc, há không phải là ác báo đang ập tới hay sao? Cô ôm nỗi niềm ăn năn sám hối, quyết định từ nay bắt đầu ăn chay học Phật. Trong lúc về nhà nghỉ dưỡng, chồng cô Lý kịch liệt phản đối, không đồng ý cho vợ ăn chay. Anh vốn là không tín ngưỡng, nhưng rất thương cô Lý, sợ vợ mình ăn chay sẽ thiếu dinh dưỡng, vì vậy mà kiên quyết không nhượng bộ. Nhìn người chồng khó lay chuyển, cô Lý bỗng nhớ đến thời gian nằm viện,
từng nghe bác sĩ nói rằng cô bị loãng xương nghiêm trọng. Thế là cô nảy ra ý hay, bảo chồng: em ăn mặn đã hơn 30 năm nay rồi, bác sĩ khám nói em bị loãng xương rất nặng. Vậy anh hãy để cho em ăn chay thử một thời gian, rồi mình theo dõi xem kết quả như thế nào. Nếu như ăn chay thực sự không có ích gì cho sức khỏe, thì em sẽ ăn mặn lại. Còn nếu nhờ ăn chay mà sau này thân thể khỏe hơn, thì em sẽ tiếp tục ăn chay. Anh chịu không? Chồng cô nghe nói vậy, đành miễn cưỡng đồng ý. Thật ra trong lòng cô Lý cũng rất băn khoăn, do dự. Tuy đề nghị với chồng như vậy, nhưng cô không tự tin và chẳng thấy đảm bảo gì cho lắm. Cô chỉ biết phó thác vào Phật Pháp, ráng kiên trì ăn chay và tinh tấn niệm Phật. Được nửa năm, lần này khi chụp phim tái khám đã thấy xương cốt cô có phát triển tốt hơn, chỗ xương bị nứt đã bắt đầu lành, chứng loãng xương cũng được cải thiện. Đối với việc này, bác sĩ rất ngạc nhiên, cứ bạn hỏi cô Lý là có dùng thêm thuốc hay nào khác nữa chăng. Cô Lý tủm tỉm nhìn chồng. Từ đó chồng cô không phản đối vợ ăn chay học Phật nữa. Tận mắt chứng kiến vết thương chân mình hồi phục nhanh tốt như vậy, cô Lý hiểu rõ đây là kết quả kỳ diệu của việc tu trì Phật Pháp. Thế là cô càng tinh tấn siêng năng học Phật, sám hối nghiệp chướng, chí thành tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho những chúng sinh bị cô làm tổn hại. Trước khi tụng kinh, cô Lý cử động rất thận trọng, do chân phải khơm một chút là rất đau, nên cô phải nương vào nghị lực và tâm sám hối chí thành, cắn răng ráng chịu đau, lót kê bên chỗ chân bị bệnh, quỳ tụng cho xong bộ kinh Địa Tạng. Kỳ lạ là tuy mồ hôi chảy đầy mặt, nhưng sau khi đứng dậy, cô cảm thấy thân thể nhẹ nhàng, thoải mái rất nhiều. Gối phải đã có thể cong 45 độ và có thể xoay chuyển sang trái phải, điều mà bác sĩ tuyên bố là không thể, bây giờ đã thành có thể. Tiến triển này khiến bác sĩ rất ngạc nhiên, không có cách nào giải thích được. Lại một tuần trôi qua, nhờ y theo Phật Pháp hành trì, sám hối và tụng 7 bộ kinh Địa Tạng, chân phải cô Lý đã có thể uốn cong 80 độ. Có thể nói đây là kỳ tích trong y học. Trong lúc cô Lý kích động thuật lại kinh nghiệm của mình từng trải qua, tôi đột nhiên nhìn thấy thật rõ. Tuy cô Lý nỗ lực dứt xác, ăn chay, tụng kinh, nhưng tính vẫn còn rất nóng nảy, hung bạo, hay nạt chồng và quát mắng con vô lý. Tật này cô vẫn chưa sửa đổi. Thế là tôi lại khuyên: cô cần bỏ tính nóng nảy giận dữ đi, nên hướng trước chồng và con mà nhận lỗi. Mặt cô Lý đỏ lên, cô cúi đầu thú nhận và ăn năn: tôi trước đây tính khí nóng nảy không tốt, thường hay gây cãi với người nhà của tôi, có lúc không có kềm chế được bản thân. Nhưng mà giờ tôi sẽ sửa, nhất định là tôi sẽ thay đổi. Lúc này cô quay sang tượng Phật ở hướng Tây, quỳ xuống chắp tay, mắt rưng lệ phát lộ sám hối các lỗi lầm đã qua. Cô sám hối xong, chúng tôi phụ diều cô đứng dậy. Cô Lý mặt đang ràng rụa nước mắt, bỗng mừng vui kinh ngạc nói: nè nè, mọi người hãy nhìn nè, chân của tôi đã hoàn toàn quỳ được rồi nè. Có thể nè, uốn cong 90 độ nè, xoay qua trái nè, xoay qua phải, mềm mại, dễ dàng, thoải mái. Thật là không thể nào nói được. Vô cùng cảm tạ chư Phật Bồ Tát đã gia trì, tôi nguyện nhất định từ nay sẽ tu sửa tốt hơn. Một tháng sau, cô Lý hoàn toàn bỏ nạn chống và xuất hiện trước mặt mọi người với hình dáng tươi mới, khỏe khoắn. Cô còn khuyên các bạn bị bệnh đau giống cô, hãy thâm tín nhân quả, mau mau bỏ ác hành thiện, tu theo Phật Pháp. Cô đem bản thân mình ra để chứng minh và khuyên những người bệnh nặng nên thành tâm sám hối. Việc tự thức tỉnh, tự kiểm điểm này, mỗi người học Phật nhất định phải làm. Đúng như Kinh Di Giáo từng nhắc: thường tự tỉnh giác, chẳng nên phạm lỗi. Chúng ta thường tự kiểm điểm, quan sát mỗi hành vi tạo tác của bản thân, theo dõi từng cử tâm động niệm, hãy thấy có gì sai trái không đúng pháp thì phải lập tức sám hối, sửa đổi ngay, không để cho lỗi sai điều quấy có dịp tăng trưởng mạnh. Giải thích thêm: sám hối rất quan trọng vì có uy lực rất lớn.
Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, Phật nói: người tạo nhiều lỗi mà không sám hối, không dừng ngay tâm sai, tội sẽ theo mãi bên mình, như nước về biển, dần dần thành sâu rộng. Con người có lỗi, biết phát lộ, nhận lỗi, quyết tâm bỏ ác hành thiện, thì tội sẽ tiêu diệt như bệnh ra mồ hôi, dần dần mạnh khỏe. Hiểu rõ nhân quả, thành thật nhận lỗi, vĩnh viễn không tái phạm, tội kia liền có thể cứu. Bay qua miền hạnh phúc. Dưới đây là câu chuyện của một bằng hữu học Phật, chúng ta hãy nghe cô tự thuật. Tháng 9 năm 2006 là thời gian đau khổ nhất của cuộc đời tôi. Do thân thể trường kỳ bệnh đau, tôi tới y viện kiểm tra mới hay mình bị ung thư vú ác tính thời kỳ cuối, mức độ cực nặng. Đối diện với sự thật phũ phàng này, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, bơ vơ, phẫn nộ, tinh thần hầu như suy sụp. Đã trăm ngàn lần tôi tự vấn mình, vì sao tôi có thể bệnh như vậy? Tôi cho rằng mình vốn thiện lương, thực thà. Trong mắt mọi người, tôi là một phụ nữ rất đức hạnh, và phẩm chất tốt đó luôn được công nhận. Nhưng vì sao đến tuổi trung niên, tôi lại nhận được tờ giấy chẩn bệnh giống như tuyên án tử hình thế này? Từng ngày qua, tôi càng đến gần cõi chết hơn. Muốn sống còn, tôi phải phẫu thuật. Sau khi mổ xong, thì nếm tiếp nỗi khổ trị hóa chất. Người bệnh ung bướu phải trị bằng hóa chất thống khổ vô cùng, khổ như địa ngục trần gian. Về tâm lý, tôi có thể tiếp nhận, nhưng xác thân thì rất khó khăn, bởi chịu không thấu cơn đau dày dò. Tôi muốn hồi phục sức khỏe, nên tôi ráng sức đấu tranh cùng số mạng. Bản thân tôi trên có mẹ già hơn 80, dưới còn con thơ dại, tất cả đều cần tôi. Tôi có bổn phận phải chăm sóc, cưu mang. Nhưng đối diện với bệnh trạng của mình, tôi thật sự không đủ dũng khí để sống. Tôi giống như chiếc xe hư bị đứt thắng, rơi vào vực thẳm tối tăm, dở nát, chẳng còn chi. Trong thời kỳ xạ trị, tôi nằm tại khoa ung bướu, chứng kiến đủ cảnh, đủ hạng người. Cho dù bạn có quyền quy từng khuynh đảo một thời, cho dù bạn giàu sang một cõi, hễ đã giàu đây rồi, thì quyền thế và tiền bạc đều trở nên vô nghĩa. Làm thế nào để mua được mạng sống? Mà mạng sống trong giây phút này lại giống như hạt sương mai trên đầu cỏ. Tuy có đó, nhưng chốc lát sẽ tiêu tan, chẳng còn tung tích. Hôm nay mới thấy bạn bè bệnh đó, ngày mai đã âm dương đôi ngã. Tiến hành trị liệu trong bệnh viện bây giờ xem như là để cầm chân tử thần đến chậm một chút, nhưng cuối cùng rồi cũng phải vong thân. Tôi chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ bị ung thư bướu, cũng chưa bao giờ đến gần hay quan sát những người bệnh khổ trên thế gian. Niềm đau sinh ly tử biệt quả thực khó bức, khó rời. Tôi hỏi bác sĩ, mạng sống tôi còn kéo dài được bao lâu? Tôi biết mình phải chết, chắc chắn không nghi. Thế nên rất tuyệt vọng, vì không thể cầu ai giúp, đành lặng nuốt thống khổ vào trong tim và càng thêm suy sụp. Tôi bắt đầu mất ngủ, tay chân ra mồ hôi, tâm hoang mang. Suốt ngày mặt đầy nước mắt, khóc đến không thành tiếng. Một ngày nọ, tại bệnh viện, tôi bỗng nghe hát bài Đôi Cánh Vô Hình của tác giả Trương Thiếu Hàm. Trong lời ca có mấy câu: tôi biết mình có đôi cánh vô hình, đưa tôi bay cao ra khỏi tuyệt vọng. Vừa nghe đến đây, những buồn đau tôi ráng kềm nén bấy lâu, giờ không kềm được, đồng tuôn trào như quả diệm sơn phun. Tôi bật khóc, khóc cho số mệnh khốn khổ của mình,
khóc vì mình không bảo vệ sức khỏe tốt, để bây giờ đối với mẹ già thành ra bất hiếu. Đối với con thơ, chẳng thể làm tự mẫu. Đối với chồng, không trọn phận vợ hiền, mà còn làm liên lụy, khiến anh phải lo lắng, thân tâm tiều tụy, mỏi mệt cực độ. Thật là bất nhân với phu quân. Tôi không biết, đôi cánh đưa tôi bay cao ra khỏi tuyệt vọng, hiện đang ở đâu. Tôi giờ đây không chỗ bấu víu, đang rất bàng hoàng, hoảng sợ. Cảm giác mình sống không bằng chết, nhưng chết lại không cam tâm. Trải qua nửa năm trị bằng hóa chất, tôi tiếp nhận được cái y học gọi là xạ trị kết thúc. Bác sĩ bảo tôi phải thường xuyên kiểm tra để phát hiện và giải quyết kịp thời. Tôi biết mình đã được xếp vào danh sách bất trị, không còn cơ may sống sót. Nếu có thay đổi chăng, thì chỉ là đổi thuốc mới mà thôi. Tôi cứ đều đều vô hóa chất cho đến khi lìa đời. Sinh mạng tôi bây giờ tùy thuộc vào hóa chất. Hễ ngừng vô hóa chất là mạng sống cũng kết liễu luôn. Vì muốn sống còn, hằng ngày trời chưa sáng, tôi đã thức dậy ra ngoài luyện khí công. Mỗi ngày tập 4 tiếng. Vào mùa hạ, thời tiết oi bức, lại do trị hóa chất nên tóc tôi rụng hết, phải đội tóc giả trên đầu. Bị nóng hầm hập nên mồ hôi tuôn chảy đầy. Nhằm tiết tam phục khí trời càng nóng gắt, khiến y phục ẩm ướt dính vào thân. Giữa công viên, tôi thấy mình giống hệt con lừa bị hành hạ đi vòng vòng. Bao ý niệm bi phẫn uất ức, tuyệt vọng từ đáy lòng trào dâng, khiến tôi đau tận xương tủy, lệ tuôn đầm đìa như mưa. Tháng 6 năm 2007, Kim Nữ cư sĩ là người bạn đạo tâm đầu ý hợp xuất hiện trong cuộc đời tôi. Chị là một Phật tử thuần thành, thiện lương, trung hậu, cư xử rất tốt với người. Khi biết rõ hoàn cảnh của tôi rồi, chị luôn động viên giúp đỡ, đem tới cho tôi xem rất nhiều loại sách Phật. Chị bày phương pháp cứu vãn mệnh sống. Trong đây, gieo ảnh hưởng cho tôi sâu nhất là hai cuốn Liễu Phàm Tứ Huấn và Sống Là Tự Mình Nỗ Lực Từng Chút Một. Mặc dù tôi ưa triết học, nhưng chỉ khóa sách tri thức học vấn. Còn đối với ba cái tín ngưỡng, tôi hoàn toàn không tin, khó chấp nhận. Nói gì đến thọ trì, thậm chí tôi còn bài xích, cho đó là những luận thuyết ngu si, thiếu hiểu biết, mê tín. Nhưng sau khi xem các chuyện trong sách xong, tôi cảm động sâu sắc. Lúc này bản thân tôi, từ một kẻ vô thần, vô tín ngưỡng, đã bắt đầu tin Phật. Nhưng thú thực là mục đích tin Phật vào lúc này chỉ bắt nguồn từ khát vọng muốn được sống mà thôi. Nhờ Kim cư sĩ hướng dẫn đốc thúc, tôi bắt đầu tụng kinh Địa Tạng, mỗi ngày một bộ. Nhưng do tâm tôi niệm niệm ào ạt dấy khởi như sóng cồn, nên chị bày tôi tụng kinh Kim Cang và dẫn tôi đi phóng sinh bái sám. Thành thật mà nói, giai đoạn này tôi dốc sức tạo công đức vì nghĩ rằng tu phúc có thể kéo dài mạng sống. Theo tư duy đó nên mặc dù có tụng kinh Kim Cang, nhưng lắm lúc tôi cảm thấy thấu phá chẳng nổi, buông không xong, phiền não chẳng ngừng. Chớp mắt hạ đi đông đến, thời tiết lạnh lẽo bắt đầu. Nghe tin các đồng bạn bệnh nặng liên tục tạ thế, hoặc từng ca bệnh phải chuyển đi, và bệnh càng hoành hành bộc phát theo mùa đông giá rét, khiến lòng tôi thêm tê tái, suy sụp đến cực điểm. Tôi như đang rơi xuống tận đáy vực tuyệt vọng.
trước mùa xuân năm 2008, nhìn thấy tình hình bế tắc của tôi, chị Kim nói: Nếu bạn có thể gặp được cư sĩ Quả Khanh thì tốt quá. Nhưng biết tìm ông ở đâu và đi đâu để gặp được ông bây giờ? Tôi cho rằng mình là kẻ phúc mỏng mệnh bạc, không có được cái may mắn ấy. Từ hôm đó trở đi, Kim cư sĩ ngày ngày ở trước tượng Phật nhà chị, vì tôi lễ bái, hằng ngày chị lễ trăm lại, bái đến mồ hôi và nước mắt rơi đầy mặt. Thành tâm ắt được, có thể khiến cho vàng đá cũng phải nứt. Nhờ chị thành tâm cầu nguyện mà cảm được duyên lành xảy đến. Tôi may mắn quen được Hải Ba, nhân vật được nhắc đến trong sách báo ứng nghiện đời tập 1 và 2. Là bạn của lão cư sĩ Quả Khanh, Hải Ba hứa ngày mồng 5 tháng Giêng sẽ dẫn tôi đi gặp cư sĩ Quả Khanh. Lúc này con Hải Ba đang bệnh, nhưng chỉ không có thời gian để chăm sóc bé vì mắc dẫn tôi đi. Hải Ba có đôi mắt to, đen, sáng đẹp vô cùng, cốt cách thanh cao như tiên, cư xử lại dịu dàng thuần phát. Tôi rất mang ơn sự chân thành tốt bụng của chị. Chị là người bạn cực kỳ quý giá của tôi. Ngay đây, tôi xin gửi đến chị lời chúc lành, cầu chị cả đời bình an hạnh phúc. Vừa gặp cư sĩ Quả Khanh, tôi đã bị phẩm đức tu hành và tính cách thanh cao, chính trực, thiện lương, khiêm hòa, không tham tiền tài vật chất của ông, làm cho cảm động. Ông ân cần nhắc nhở tôi phải luôn lấy giới làm thầy, ôn nhu giải thích cho tôi hiểu ngũ giới Phật chế là như thế nào và chỉ cách thọ trì kinh Địa Tạng ra sao. Ông giúp tôi chấn chỉnh lại những thấy biết lệch lạc sai lầm, khiến tôi thu được rất nhiều lợi ích. Ngày đó tôi liền phát thệ, bắt đầu từ nay trở đi, vĩnh viễn từ bỏ ăn mặn, hoàn toàn trường trai, dứt khoát không tạo sát nghiệp nữa. Khi tôi về nhà rồi, hôm sau, lúc 8 giờ tối, cư sĩ Quả Khanh gọi điện đến, bảo: Chị có muốn biết nguyên nhân mình bệnh là do đâu không? Dạ muốn, muốn quá đi chứ. Tôi cuống quýt hồi đáp, không kịp chờ ông dứt câu. Tôi nghĩ nhất định ông sẽ nói là kiếp trước do tôi tạo nghiệp sát sinh hay tội gì tương tự vậy, nên ngày nay mới bị ác báo, phải đoản mệnh như thế này. Tim tôi hồi hộp đập thình thịch vì chờ nghe ông trả lời. Nhưng trái với dự đoán của tôi, đáp án của ông thật bất ngờ, hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng. Qua điện thoại, giáo sư dịu dàng hỏi: Cô hãy nghĩ kỹ xem, sau khi kết hôn, cô có làm gì vượt quá giới hạn cùng người khác phái không? Nghe ông hỏi vậy, tôi muốn té ngửa. Lúc đó, tôi im lặng, nhưng tận đáy lòng rất muốn hét to như thế này: Ôi trời ơi! Giáo sư! Ngài đừng đổ oan cho con là gái nhà lành, là con nhà gia giáo đàng hoàng. Trong đời con chỉ yêu có một lần, và chỉ có một mối tình duy nhất dành cho người mà con kết hôn, đó là phu quân của con mà thôi. Con đã dành hết tình cảm thuần khiết cho ảnh. Con thực sự chẳng có cái chuyện tình một đêm, thậm chí chẳng bao giờ ngoại tình. Vậy thì làm sao ngài có thể nói là con bị bệnh vì cái nguyên nhân kỳ cục này chứ hả? Không nghe tiếng tôi trả lời, giáo sư nghiêm túc khẳng định: Cô bị bệnh đích thực là do tà dâm mà ra. Nếu như cô chịu tha thứ sám hối, bệnh cô sẽ lành. Giáo sư vẫn kiên nhẫn chờ tôi trả lời. Tôi ráng hồi tưởng lại quá khứ, từng chút một. Đột nhiên tôi nhớ ra, liền nói: À, sau khi kết hôn, đi hưởng tuần trăng mật xong về, thì cơ quan đề nghị cấp nhà cho. Vị lãnh đạo quản lý nhà bảo tôi đi một chuyến để bàn việc này. Khi tôi đến nơi, hai chúng tôi trò chuyện cả tiếng đồng hồ. Không có nói gì khác ngoài công việc và học vấn. Thấy trời đã tối,
Tôi định về nhà thì đột nhiên ông ta ôm chầm lấy tôi và nói là rất thương tôi. Chúng tôi chỉ ôm nhau một lát, Tuyệt không làm gì vượt quá giới hạn. Giáo sư nghe xong bảo: đây chính là nguyên nhân căn bệnh của cô. Mặc dù thực tế không có vấn đề gì phát sinh, nhưng trong tâm cô hoàn toàn không cự tuyệt. Và sau đó, lòng cô thường khởi tà niệm, có dâm niệm. Trong kinh Địa Tạng từng thuyết, chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm không gì mà không tạo nghiệp, không gì mà không là tội. Buông điện thoại xuống, nước mắt tôi ướt đẫm mặt mày. Tôi khóc chẳng thành lời. Tôi đã trăm ngàn lần hỏi trời xanh, vì sao tôi bị bệnh như vậy? Thì hôm nay, giáo sư đã cho tôi đáp án chính xác. Từ hôm ấy trở đi, tôi tiến vào giai đoạn học Phật chân chính chưa từng có. Bắt đầu từ ý không tin Phật, cho đến vì muốn sống còn, muốn được lợi mà tôi tin Phật. Sau khi được gặp cư sĩ Quả Khanh rồi, thì tôi chí thành giữ giới cấm, tha thiết tu hành. Có thể nói đây là chuyển biến lớn nhất của cuộc đời tôi. Tôi thật may mắn, vì trong lúc mê mờ rối ren, đã được gặp một thiện tri thức có lực tu sâu và rất đạo đức, đặc biệt là mấy cuốn Báo Ứng Hiện Đời, Mạng Đàm Từ Bi và Niết Bàn Bảo Sám, đã như tiếng sấm vang khai thông cái lỗ tai điếc tịch của tôi, đã giúp tôi chuyển đổi đời sống, thay đổi cái nhìn và quan niệm không tốt đối với Phật giáo. Hai cuốn sách này tôi đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần, rồi cứ y theo đó mà thực hành, sửa mình, tu tập. Đầu tiên, tôi đối với những ác nghiệp đã tạo của bản thân, tiến hành sám hối, kiểm tra các lỗi từ sát, đạo, dâm, vọng, tửu, tham, sân, si, mạng, nghi, hiếu để, lễ, nghĩa, tính. Tôi bắt đầu mỗi ngày sám hối một loại tội, tính từ ấu thơ cho đến bây giờ. Tôi hồi tưởng, kiểm lại mọi việc lớn nhỏ. Hễ thấy việc gì sai, có lỗi thì lo sám hối. Và điều này đã dưỡng thành thói quen tốt hằng tự kiểm phản tỉnh mỗi ngày. Tôi thống thiết sửa đổi, chân thành sám hối. Sau đó chiếu theo khai thị trong Mạng Đàm Từ Bi và Niết Bàn Bảo Sám mà thọ trì kinh Địa Tạng, nghiêm trì ngũ giới, dứt tuyệt ăn mặn. Kết quả, tôi đã sống lại. Không những vậy, tâm tôi bình an, có thể đối diện trực tiếp với hiện thực tàn khốc, có thể thản nhiên đón nhận mọi khổ đau ập đến mà không chút lời oán trời trách người. Tôi đã có thể bình tĩnh đối diện với sống và chết, từ trong tuyệt vọng mà tìm ra hy vọng. Và cho dù ở trong địa ngục, vẫn có thể mơ đến thiên đường. Phật Pháp chính là diệu Pháp, đã chấp cho tôi đôi cánh, giúp tôi bay lên cao, ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng, đi đến miền hạnh phúc. Tôi xin cảm tạ chư Phật Bồ Tát, cảm tạ tất cả những thiện hữu đã nhọc nhằn tâm lực, công sức vì tôi. Bây giờ, dù ôm hay kể lại niềm thống khổ thì cũng đau như mổ xẻ, khơi lại vết thương vừa mới liền da. Nhưng tôi mong rằng những chị em hữu duyên nào khi đọc đến bài viết này, bất kể là có tin Phật hay không, bạn tin cũng tốt mà không tin cũng được. Chỉ cần bạn biết tự thanh tịnh tâm ý mình, tốt nhất là nên từ bỏ đồ mặn và ăn chay trường. Mức thấp nhất là bạn phải làm một người hoàn toàn không giết hại bất kỳ mạng sống nào, không làm bất kỳ việc phi lễ, phi pháp nào. Thế giới này đích thực là lưới trời lồng lộng, tuy thưa
nhưng chẳng lọt được thứ chi. Nhân quả không phải để cho bạn đùa bỡn, giễu cợt hay quyết định. Nếu như bạn phạm lỗi thì phải lo mà sám hối cho kịp, càng chẳng nên nghĩ tưởng hồ đồ, nói sai hành bậy mà chiêu ác báo vào thân. Vì tôi từ trong địa ngục nhân gian đi ra, nên tôi thấm thía nó khổ ra sao, đau thế nào. Nếu như đọc câu chuyện của tôi xong mà bạn có tỉnh giác và thu được lợi ích, thì chứng bệnh này của tôi quả không uổng phí. Tôi hy vọng mình là người thọ báo cuối cùng trong địa ngục, càng hy vọng cửa địa ngục sẽ đóng lại phía sau lưng tôi. Mong các chị em phụ nữ thân yêu của tôi, dù sống trong xã hội vật chất dục vọng tràn lan này, vẫn luôn giữ gìn được cho mình một trái tim thiện lương, thuần khiết, vô nhiễm, vì đó chính là đôi cánh giúp bạn bay qua miền hạnh phúc, đi tới thiên đường. Phần ghi bổ túc thêm, từ tôi bị bệnh cho đến nay đã 2 năm, mỗi lần đến bệnh viện kiểm tra, kết quả luôn bình thường. Cảm tạ Phật lực gia trì đã giúp tôi có được kết quả tốt như ngày hôm nay. Trong nỗi mừng vui cực độ, tôi đã đem những điều tâm đắc, những ích lợi thu được trên con đường Phật học, chia sẻ cùng các bạn đồng bệnh. Những ai nghe mà tin nhận, chịu ăn chay, trì giới, sám hối, thì bệnh của họ đều chuyển tốt đến không ngờ. Còn những ai đối với việc này chê cười, giễu cợt, thì lòng tôi thật buồn tiếc, vì họ đã đánh mất cơ may tự cứu, bởi bệnh tình họ ngày càng phát nặng, vô phương xoay chuyển. Tôi tin sâu rằng những người bị bệnh ung bướu chỉ cần y pháp tu hành thì mạng sống nhất định sẽ xuất hiện kỳ tích. Xin nguyện cho những người bệnh hoạn khổ đau trong thiên hạ biết dùng Phật pháp cứu mình ra khỏi hiểm địa. Xin đem thực tâm, thành tâm, nguyện tâm, gieo rắc hạt giống thiện, cầu giúp cho mọi người đổi mới sinh mạng, tái tạo hạnh phúc. Tôi tin, tôi có thể làm được, thì bạn cũng làm được. Đệ tử mới học Phật, Cố Hoa. Giải thích: Cổ Hoa, trong lúc phát nguyện ăn chay, sau mấy tháng sám hối đã có thể đi làm việc, và mỗi tuần cô đều đến viện ung bú, dùng kinh nghiệm của bản thân làm bằng chứng để khuyên các bệnh nhân đồng cảnh ngộ, còn tặng cho họ cuốn Kinh Địa Tạng và Báo Ứng Hiện Đời. Đến nay, rất nhiều bệnh nhân ung bú đã chuyển nguy thành an. Thông thường, phần đông bệnh nhân chỉ muốn khỏi bệnh, nhưng không chịu sửa đổi nguyên nhân phát bệnh. Sở dĩ Cổ Hoa bệnh lành nhanh chóng chính nhờ kết quả y giáo phụng hành của cô. Một mặt, cô nương Phật lực gia trì, nhất nhất tụng kinh niệm Phật. Mặt khác, lại chân thành sám hối, nguyện sửa đổi, tu thiện. Cô sám hối từng lỗi lầm đã qua trong quá khứ, tính từ lúc nhỏ cho đến hiện tại, và đã dưỡng thành thói quen ngày ngày tỉnh giác, thường tự kiếm lỗi, sửa đổi luôn. Mong tất cả bệnh nhân trong thiên hạ đều có thể hành theo như vậy để sớm tiêu trừ bệnh, lìa khổ, được vui. Được vui. Được vui. Được vui. Được vui. Được vui.